Tuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư vào cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều tối ngày hôm nay thì bác sĩ Trần mới nhận được thông tin Trần Chân đã nhập viện và đang trong cái tình trạng là khá là nguy cấp. Vâng, sau khi nghe được cái thông tin này thì ngay lập tức bác sĩ Trần, vợ chồng Tào Hoa và cả chị Điều Voi nữa đến bệnh viện. Tất nhiên trong gia đình nhà Ngân thì cả Ngân và Đoàn Dư cũng đi. Nói chung là ai cũng muốn đi hết, nhưng mà Ngân nói với vợ chồng Nguyệt rồi thì nói với bà Lội bé Nhẫn tất cả mọi người lên ở nhà thì ngày mai đến thăm sau, hoặc nếu có tình trạng như thế nào thì Ngân sẽ từ bệnh viện về thông báo. Bởi vì ở bệnh viện nó quá đông người, có nghĩa khi nghe cái thông tin Trần Chân thế thì ai cũng muốn đến thăm Trần Chân. Thì trong câu chuyện này á thì tại sao trong video trước Thuyết đã đặt ra một câu hỏi rằng là không biết rằng bác sĩ Trần có biết cái thông tin này hay không. Thuyết cũng đã mấy lần khi mà từ lúc trở về cũng đã định gọi điện báo cho bác sĩ Trần rồi, nhưng suy đi nghĩ lại lại thôi, bởi vì không biết rằng là cái ý của Trần Chân như thế nào và ngược lại ý của bà Ly Hương ra sao. Ví dụ tự nhiên là người ta không muốn để cho bác sĩ Trần đến mà mình tiện thông báo thì nó rất là khi mà nó ngược với ý nghĩ của người ta thì người ta có thể sẽ trách mình, đúng không ạ? Cho nên là trong chuyện này thì Tuyết đã coi như là không dám gọi gì thông báo cho bác sĩ Trần. Thôi để tùy tâm bác đi, như thế nào câu chuyện để tự nó diễn ra. Thì các bạn biết không, Trần Chân đã hầu như là cậu ta phát âm rất là khó, có nghĩa trong cái cậu ta muốn nói chuyện nhưng mà lại không nói chuyện được, bởi vì có vẻ như là cái dây thần kinh nó chèn hay sao đó. Cái hơi thở của cậu ta cũng gấp gáp nữa, bởi vì cả phổi nó ảnh hưởng cả phổi. Cho nên là trong chuyện này thì đến chỉ mà nhìn Trần Chân thôi, ngay hai đứa em của Trần Chân là Nguyễn Huy và bé Bông nó ôm anh nó khóc. Trần Chân rất muốn nói và ở đây Trần Chân đã nói với bé Huy và bé Bông rằng là hai em ngoan của anh, đừng có khóc, anh không có mà chết đâu. Trong khi đó các bạn biết đó, chính coi như là bé Huy khi mà nó nghe được cái lời bác sĩ, lời mẹ của tức là Phạm Hoa, mẹ của nó hỏi bác sĩ rằng là tình hình của Trần Chân như nào, có mức độ gì đến mức độ nguy hiểm hay không, thì bác sĩ nói rằng là tình hình của Trần Chân rất là nguy cấp, cậu ta rất là yếu đuối và có thể khó tránh được một cái chết. Thì ở đây chính là bé Huy nó nghe được, bởi vì nó từ bé giờ nó chỉ nói tiếng Anh thôi, có nghĩa là nó nghe bác sĩ nói như vậy là nó biết rằng là Trần Chân gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà nó vào nó kêu gào, nó khóc, nó cứ gào lên là anh Trần Chân ơi, anh đừng chết, anh về với em, anh không được phép chết. Ở đây nó gào rất to, nó khóc và bé Bông thì nó không hiểu chuyện gì, nhưng nó thấy hai người anh khóc thì nó cũng khóc theo. Trong cái đó Phạm Hoa chỉ biết coi như đứng nhìn các con của mình mà lau nước mắt mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là Trần Chân cũng muốn nuôi hai đứa em của mình, nhưng mà hai đứa em của mình không hiểu anh nói gì và bản thân Phạm Hoa cũng không hiểu Trần Chân nói gì. Trong khi đó thì chỉ có một người duy nhất hiểu được Trần Chân nói gì mà thôi, đó chính là bà Lý Hương. Vào chiều tối ngày hôm nay các bạn, khi mà bác sĩ Trần đến thì lúc đó cái tình trạng của Trần Chân lại đỡ hơn một chút ít. Đấy, các bác sĩ đã thay đổi cái tư thế nằm cho Trần Chân bằng cái cách là dựa cho Trần Chân vào tường và kê ở đằng phía sau ấy, phía sau là kê một cái đệm. Đấy, kê một cái đệm rất là êm, tức là để cho Trần Chân tựa cái phổi các bạn ạ. Bởi vì nằm thì cái phổi nó sẽ không tốt, nhưng mà khi ngồi lên mà ngồi hơi cái kiểu như là ngồi hơi kiểu ngửa ngửa ra phía trước ấy, thì chính cái sự hít thở không khí nó lại tốt hơn. Đấy, theo theo như đây là cái sự truyền tin từ bệnh viện đến chứ Thuyết không được nhìn tận mắt. Tức là các bác sĩ đã kê theo cái cách đó để cho Trần Chân ngồi cái kiểu tựa lưng vào tường. Đấy, thì thở dễ hơn. Thì khi bác sĩ Trần đến thì Trần Chân đang ở trong tình trạng như vậy ạ. Đó, thì ở đây thì các bác sĩ cũng không cho nhiều người vào. Thậm chí là các bạn biết không, là ban đầu coi như là các bác sĩ chỉ cho coi như là chỉ cho coi như là bác sĩ Trần và Ngân vào thôi. Nhưng đến khi coi như là bác sĩ Trần thanh minh với bác sĩ là đây là em gái của nó, đây là mẹ kế của nó, tức là nói Phạm Hoa là mẹ kế. Đấy, còn thì bé Vi đấy 6 tháng tuổi là em gái, cho nên là phải cho vào để gặp, chỉ có mỗi mình cái ông Tào thôi, mỗi mình cái ông họ Hoắc ấy, ông họ Hoắc tức là cái ông mà chồng của Tào Hoa ấy là bị đứng ở bên ngoài thôi, không cho vào.
Tất cả mọi người là đều ở bên ngoài phòng chờ hoặc đi ra ngoài khuôn viên ngoài bệnh viện mà ngồi, chứ còn thì không ai người ta cho vào, quá đông các bạn ạ. Đó thì lúc đó là bác sĩ Trần mới lại tào hoa ôm con vào, trong đó có cả Ngân đi theo nữa. Vâng, có một nhân vật nữa mà Thuyết quên, tức là chị điều voi cũng bị đứng, bác sĩ cũng không cho vào mà phải ở bên ngoài nhé các bạn. Thì các bạn biết không, khi mà bác sĩ Trần vào mà nhìn thấy trong Trần Chân trong tư thế như vậy, thì bác Trần Chân nhìn thấy bác sĩ Trần thì đôi mắt cậu ta đã sáng long lanh, tức là cậu ta mừng rỡ. Nói đơn giản là Trần Chân mừng rỡ, và Trần Chân lúc đó đã nói cái gì đó với bác sĩ Trần, nhưng bác sĩ Trần thì không hiểu. Rõ ràng thì làm sao bác sĩ Trần hiểu được, bởi vì bác sĩ Trần có gần Trần Chân mấy đâu, cho nên là ở đây chỉ có mỗi bà Lý Hương hiểu được thôi. Và Trần Chân nói rất nhiều, những cái tiếng nói của Trần Chân là thoát ra ngoài, nhưng mà cái cổ nó chắc là nó không tròn được cái tiếng nói, cho nên là không nghe được các bạn. Thì lúc này thì coi như là bác sĩ Trần không hiểu gì, coi như là thương thương Trần Chân quá, và coi như là mắng mắng bà Lý Hương là tại sao con nó bị từ lúc chưa đến như vậy mà tại sao không gọi tôi, không thông báo cho tôi biết được là như vậy. Đó thì các bạn biết không, thì bởi vì bác sĩ Trần muốn nghe Trần Chân nói nhưng mà Trần Chân không nói được gì, thì lúc này là bác ấy tức bà Lý Hương, đã oán trách bà Lý Hương rằng không thông báo cho bác ấy sớm. Trong khi đó thì coi như là Tào Hoa cố gắng mang bé Vi, tức là 6 tháng tuổi đó, đến trước mặt của Trần Chân. Trần Chân cười hôn bé Vi rất nhiều, và nước mắt Trần Chân đã rơi tí tách xuống khuôn mặt đứa bé cháu gái, em gái của mình 6 tháng tuổi các bạn ạ. Nước mắt của Trần Chân đã rơi lã chã xuống khuôn mặt của em bé, một cái cảnh tượng nghe rất là đau lòng. Trong khi đó bác sĩ Trần muốn hỏi Trần Chân, và Trần Chân hiểu được, gật đầu, nhưng mà cậu ta gật đầu cũng khó. Thuyết cảm giác là trong câu chuyện này thì có vẻ như Trần Chân là bị đau cả ở cái cuống họng rồi. Và trong đến khi coi như là bác sĩ Trần kiểu như là than trời á, kiểu như là không nghe được Trần Chân nói cái gì, thì bác ấy không hiểu được ý Trần Chân, thì bác ấy khổ quá than trời là tại sao ông trời ơi, tại sao bất công đối với con tôi như thế này, con tôi có làm nên tội lỗi gì đâu mà để con tôi phải chịu khổ đau như thế này, ngay cả những lúc mà coi như là cả cuộc đời chưa có một phút giây nào sung sướng, và ngay cả đến những phần gian thời gian cuối đời cũng phải chịu những cái khổ đau. Hãy bao nhiêu tội lỗi ở trên đời này hãy đổ vào đầu tôi đi. Ông bác sĩ Trần đã quỳ xuống ở trong cái phòng của bệnh viện, đã kêu gào lên như vậy. Thì lúc này Trần Chân lại nói cái gì đó với bác sĩ Trần, bác sĩ Trần lại bùng lên, nước mắt coi như là giàn giụa và ôm lấy Trần Chân. Hai cha con ôm nhau, nước mắt của bác sĩ Trần đã thấm ướt hết bờ vai của Trần Chân các bạn ạ. Vâng, nếu bất cứ bạn nào nhìn trong cái cảnh tượng đó, dù lòng của các bạn đang thù hận bác sĩ Trần đến đâu, thì lúc đó chắc chắn các bạn cũng xóa bỏ đi tất cả hận thù. Bởi vì đây nó là những giọt nước mắt xuất phát từ trái tim, chứ không phải là những giọt nước mắt cá sấu nữa. Khi đó hai cha con đang ôm nhau thì Trần Chân muốn ý là muốn đẩy bác sĩ Trần ra. Bác sĩ Trần cũng hiểu ý là đã buông con trai của mình ra, thì Trần Chân nháy mắt và nói kiểu như ý để mang bé Vi lại đến gần các bạn ạ. Thì lúc này bà Lý Hương đã nói, bà Lý Hương đã phiên dịch, bắt đầu bà Lý Hương phiên dịch là nói rằng là Trần Chân muốn ôm em bé, muốn nói chuyện với em bé. Đó, bà Lý Hương phiên dịch được các bạn. Các bạn hình dung ra như một người câm ấy, thì coi như là người ta muốn nói, người ta ra hiệu cái tay cái chân đúng không ạ, thì có thể là cái người ở cạnh nâu người ta sẽ hiểu được cái ngôn ngữ của người câm. Và Trần Chân thì có vẻ như trong 40 mấy năm qua thỉnh thoảng cũng mắc những cái triệu chứng như thế này, và chính bà Lý Hương cũng nghe được những cái tín hiệu từ con của mình. Đơn giản là họ là một người mẹ. Một người mẹ sinh ra con thì chắc chắn người ta sẽ hiểu được ý con muốn nói gì, kể cả con mình không thoát ra tiếng nói. Đây theo thuyết nghĩ nó là về cái phần tâm linh. Thì trong vấn đề này thì Trần Chân đang, bà Lý Hương phiên dịch là Trần Chân muốn nói chuyện cùng bé Vi. Nói nên như vậy để bác sĩ Trần rút nuôi ra khỏi đó đi, để có như là cho bé Vi vào nói chuyện. Lúc này thì coi như là Tào Hoa định ôm bé Vi đến coi như cho Trần Chân, nhưng bác sĩ Trần đã giằng lấy bé Vi, và chính bác sĩ Trần đã đem bé Vi đến cho Trần Chân, ở trước mặt Trần Chân, để cho Trần Chân coi như là ngắm nhìn bé Vi. Vâng, bác sĩ Trần, ý của bác sĩ Trần ở đây rõ ràng là muốn ba cha con gần lại với nhau. Lúc đó các bạn biết không, thì ở đây là coi như là bác sĩ Trần đã quay sang bảo bà Lý Hương mà gọi cả Huy vào đây.
Tức là lúc đó là bác sĩ Trần muốn bốn cha con gần lại với nhau. Đó các bạn biết không? Đó chứ không muốn coi như là tào hoa ở cạnh nữa. Thì trong khi đó thì coi như là bà Béo Hy coi như là cũng lao đến. Thì các bạn biết không? Là Trần Chân nói rằng là bà Ly Hương phiên dịch. Tức là Trần Chân nói chuyện cùng bé bé Vi 6 tháng tuổi nhé các bạn nhé. Không phải bé Huy đâu mà bé Vi. Trần Chân nói với bé Vi rằng: "Em ơi, em ở lại đây và để coi như là chứng kiến anh trước lúc anh ra đi xa lìa cõi đời này, chứ em đừng trở về Trung Quốc ngay nhé." Đó là nguyên văn cái lời của bà Lý Hương dịch ra Trần Chân muốn nói chuyện với em gái của mình. Có nghĩa Trần Chân sợ bác sĩ Trần rồi sợ Tào Hoa mang em của mình về Trung Quốc trước lúc cậu ta chết. Cho nên là cậu ta đã nói rằng là: "Em ơi, em ở lại đây với anh. Đấy, trước lúc anh nhắm mắt lìa đời." Tức là Trần Chân muốn nhìn em nhiều lần. Đấy, muốn ghi khắc cốt ghi tâm cái hình ảnh của em bé của mình, em gái của mình. Đó, thì coi như là ở đây đến khi mà bà Ly Hương dịch ra nước mắt chan hòa, nước mắt chan cơm các bạn ơi. Bà Ly Hương dịch ra mà tiếng nói của bà Ly Hương cũng nghẹn ngào không cả nói, tức là mọi người còn không nghe rõ cái không nghe rõ lời bà Ly Hương nói nữa. Các bạn hình dung ra cái sự cảm động nó lên đến đến cao trào. Thành ra bà Ly Hương cũng không nói được, đến mức nghẹn ngào mãi rồi bà mới nói được trọn cái câu nói Trần Chân đã nói chuyện với em gái mình. Và Trần Chân cũng nhắn nhủ Huy là: "Em ơi, nếu anh chết đi thì em cố gắng là chăm nom em gái mình nhớ. Đây là em ruột của chúng mình đó, em gái của chúng mình đó." Nhắn với thằng Huy 6 tuổi như vậy. Thì ở đây Huy nó cũng không hiểu được các bạn. Chỉ có bà Lý Hương phiên dịch ra thôi. Còn thì sau khi mà nói chuyện với hai em của mình nước mắt chan hòa rồi thì Trần Chân bắt đầu quay sang nói chuyện với cha của mình. Cậu ta đã nói với bác sĩ Trần rằng: "Cha ơi, bao nhiêu tội lỗi của cha từ xưa đến nay, con xin gánh chịu cha. Cha đừng nói như vậy, đừng kêu trời than khóc trời như vậy. Đừng để tội lỗi gánh lên đầu cha như vậy, mà bao nhiêu tội lỗi trên đời này đổ hết lên đầu của con đi. Và con chấp nhận ra đi trong cái sự thanh thản. Con không oán trách gì cha nữa. Nhưng trước khi con ra đi, con cầu xin cha một điều." Thì lúc này bà Lý Hương phiên dịch mà nói cho bác sĩ Trần nhưng mà nói cũng không rõ, bởi vì chính bà Lý Hương khóc thương Trần Chân nhiều quá, không phiên dịch nổi. Một câu chuyện chỉ phiên dịch như vậy, các bạn khi nghe thuyết nói chỉ là như vậy, rất là dễ dàng thôi. Nhưng trong cái câu chuyện này, tức là nó diễn ra cái thời gian rất là lâu và rất là khó nói. Thứ nhất là bà Lý Hương cố cố gắng để làm sao đó dịch cho trọn nghĩa cái ý của Trần Chân. Thì trong câu chuyện này thì đến khi coi như là Trần Chân cầu xin cha, tức là nói rằng là hãy rút lại lời nói, bởi vì bác sĩ Trần vừa lúc trước đó đã nói rằng là bao nhiêu tội lỗi thì xin ông trời đổ hết lên đầu tôi. Nhưng Trần Chân đã coi như là dám hy sinh vì cha, tức là xin ông trời lại cái lời hứa của cha là bao nhiêu tội lỗi thì đổ hết lên đầu cậu ta. Đây là cái lời nói của Trần Chân. Và cậu ta xin một cái nguyện vọng cuối cùng với bác sĩ Trần, tức là với người cha ruột của mình. Thì cậu ta nói rằng: "Cha ơi, trước lúc con ra đi thì con chỉ xin một nguyện ước nhỏ nhoi cuối cùng. Đó là đưa con lên gặp bà Ngọc Trinh." Vâng, các bạn biết không? Đây chính là nhỏ nhoi cuối cùng của cuộc đời của Trần Chân mà Trần Chân cầu xin cha mình. Ở đây Trần Chân nói với cha nhưng cũng không khác gì nói với mẹ. Nhưng rõ ràng là cậu ta muốn cha của mình là người trực tiếp đưa mình đi. Đấy. Thì nó mới có ý nghĩa. Thì khi mà bà Lý Hương phiên dịch ra ấy, thì coi như là bác sĩ Trần nói rằng là: "Con ơi, tại sao con phải đi đến đó làm gì? Ở đây thôi, các bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho con thôi, con đừng nghĩ quẩn quanh. Con không sao cả, chẳng qua mấy hôm nay con cứ nghĩ nhiều lu bu mọi việc trên là con bị bệnh. Con yên tâm đi, bác sĩ chữa được và cha sẽ cố gắng làm sao chữa được cho con khỏi bệnh. Con không phải nói những cái lời như vậy." Nhưng Trần Chân đã nói rằng, bà Lý Hương đã phiên dịch lại rằng: "Cha ơi, cơ thể của con như thế nào thì con biết, sức khỏe của con ra sao con biết rằng con sắp xa lìa cõi đời này rồi. Và ước mơ nhỏ nhoi của con đó, con muốn đó, ước mơ đó trở thành sự thật." Đấy, thì bác sĩ Trần lại hỏi lại Trần Chân rằng: "Tại sao mà con phải cố gắng đi lên trên đó làm gì?" Thì ở đây Trần Chân đã nói với bác sĩ Trần rằng: "Cha ơi, con muốn tạ lỗi với bà Ngọc Trinh. Bởi vì sao? Bởi vì đã có lúc cha nói với con rằng, chính
chính cha đã nói rằng với thiên hạ rằng con là một cái kẻ nghiệt xúc, và chính cái kẻ nghiệt xúc này đã giết hết, giết hại coi như đời của bà Ngọc Trinh. Nếu không có con sinh ra ở cõi đời này thì bà Ngọc Trinh không chết, và bao nhiêu mối oan tình khác không không phải chịu khổ như ngày hôm nay. Tất cả là do bản thân con, do con đã sinh ra đời này nó không đúng chỗ, không đúng nơi. Bởi vậy cho nên là con nghĩ rằng chính bản thân con là người có tội với bà Ngọc Trinh, và con muốn lên trên đó để cầu xin oan hồn của bà Ngọc Trinh tha tội lỗi cho bản thân con, tha tội cho cha, cho mẹ và cho tất cả những người thân này. Xin oan hồn của bà hãy tha cho tất cả mọi người, đừng coi như bám giết mọi người để làm mọi người khổ đau nữa. Và đó chính là ước nguyện cuối cùng của cuộc đời con. Khi nghe Trần Trân nói như vậy thì bác sĩ Trần đã lắc đầu quay quẩy, nước mắt của bác sĩ Trần gần như đã cạn kiệt rồi các bạn ạ. Bác sĩ Trần khóc nấc lên và coi như gục vào hai cái chân khò khoeo của Trần Trân. Các bạn biết rằng là bị teo cơ teo lão, coi như tay chân nó nhỏ xíu lại. Bác sĩ Trần đã gục đầu vào chân của Trần Trân, ngồi ở tựa thành giường và hai cái đùi song song như này nên rất là nhỏ. Bác sĩ Trần đã gục đầu vào hai cái đùi của Trần Trân, kêu gào lên rằng là con ơi, con đừng nghĩ dại dột, đừng nghĩ quẩn như vậy. Tất cả tội lỗi trên cuộc đời này là do cha gây ra chứ không phải là do con. Nếu cha không ngoại tình, nếu cha không làm những cái chuyện tồi bại với mẹ con thì không bao giờ có con ở đời này và không bao giờ có lỗi với bà Ngọc Trinh. Chuyện này là chuyện do cha, do mẹ chứ không phải là do con. Cái tội này là cha mẹ sẽ phải gánh chịu. Con không phải dằn vặt vì những cái lỗi đau đó, bởi vì con là một đứa trẻ vô tội. Và cha tin rằng Ngọc Trinh ở dưới suối vàng cũng hiểu cái điều này. Con đừng nghĩ rằng là do Ngọc Trinh coi như là bám lấy mọi người mà làm khổ mọi người. Ở đây không phải vậy, mà ở đây do số phận của từng người, do ông trời định đoạt, chứ không phải do Ngọc Trinh ở dưới suối vàng oán hận chúng ta. Bởi vì cha đã viết rất nhiều cuốn nhật ký cho Ngọc Trinh rồi, cha đã tâm sự với Ngọc Trinh rất rất nhiều năm nay rồi, và chắc chắn là Ngọc Trinh đã tha lỗi cho cha và cho mọi người, không gây oán hận gì cho mọi người đâu. Bản thân con cứ tự suy nghĩ ra, tự suy diễn ra. Con phải nhớ một điều rằng bản thân con không có tội, và cha không muốn đưa con lên trên đó, bởi vì bây giờ điều cần thiết nhất là con phải ở bệnh viện để cho các bác sĩ chăm sóc. Chứ bây giờ đưa con một cái đoạn đường đi lên trên đó thì biết bao nhiêu cái sự nguy hiểm khi con đi trên đường. Xảy ra một cái điều gì đó thì làm sao có thể trở tay kịp. Bác sĩ Trần đã cố gắng khuyên Trần Trân không được phép nghĩ ngợi lu bu và không cần thiết phải đi lên trên thác nước Niagara. Và bác ấy nói rằng nếu con muốn cái điều đó thì tự cha ngay lập tức sau khi nói chuyện với con xong, cha sẽ lao xe, phi xe lên trên miếu của Ngọc Trinh để cha thờ cúng Ngọc Trinh, xin vong hồn của Ngọc Trinh phù hộ cho con và tất cả mọi người, chứ con không cần thiết phải đi lên tận đó. Mặc dù các bạn biết không, mặc dù bác sĩ Trần đã cầu xin Trần Trân là suy bỏ cái suy nghĩ đó đi, và chính bà Lý Hương cũng nói với con trai rằng con ơi, con đừng suy nghĩ nữa, bởi vì con suy nghĩ thì chỉ có suy hại đến sức khỏe của con thôi. Những người có lỗi chính là cái lớp người đi trước, chính là cha mẹ của con, chứ con là một đứa bé vô tội, sinh ra đâu có tội tình gì với ai. Con chưa bao giờ thất lễ với ai, chưa bao giờ làm hại gì ai, tại sao con lại là người có lỗi được? Con đừng bao giờ suy nghĩ nữa. Sau câu chuyện này thì Trần Trân đã chuyển hướng sang một câu chuyện khác, các bạn biết không? Bất ngờ Trần Trân nói với bác sĩ Trần và nói với bà Lý Hương là Ngọc Bích có ở ngoài không, tức là có ở ngoài phòng chờ đợi không. Trần Trân muốn gặp Ngọc Bích và tất cả mọi người ở đây là không ai được đi. Nếu mà bác sĩ muốn đuổi mọi người thì bảo là xin cho Ngọc Bích vào đây nữa. Tức là Trần Trân muốn nói chuyện tất cả mọi người, nhưng trong đó có cả bà Ngọc Bích. Đó, tức là không biết Trần Trân muốn cái gì, nhưng Trần Trân ra hiệu nói với mẹ rằng là đưa Ngọc Bích vào. Thì lúc đó bà Lý Hương rồi bác sĩ Trần mọi người cũng rất khó hiểu. Và chính ở đây là mẹ của Ngọc Bích là chị Điều Voi cũng không hiểu lý do tại sao mà Trần Trân tự nhiên lại nhắc đến Ngọc Bích. Vâng, các bạn biết đó, Ngọc Bích hôm nay cũng rất nhiệt tình.
Rõ ràng rằng là Ngọc Bích ở đây mấy hôm, từ hôm đám cưới của vợ chồng Đông Nhi thì các bạn thấy Ngọc Bích đã trở thành như là một con người khác, tức là lột da thay da đổi thịt đúng không ạ? Từ một cô gái đanh đá cá cầy ăn nói chỏng lỏn rồi mất vô lễ với bề trên người dưới, nhưng mà bây giờ Ngọc Bích lại biết xin lỗi, biết nói năng rất là ok. Và ngay cả chuyện hôm nay Ngọc Bích đang có vẻ như là đang có chí tiến thân vào con đường học hành, đã coi như là nhờ thầy giáo Tân để dạy học thêm, thì các bạn Thuyết cảm thấy rằng là Ngọc Bích có vẻ như bắt đầu thay đổi đó. Thì đó, khi mà thầy giáo Tân rằng là muốn cũng sẽ giúp đỡ Ngọc Bích với điều kiện làm sao đó và 5-7 người để thầy giáo Tân dạy liền một lúc, thì lúc này thì coi như là bà Lý Hương đã coi như vội vàng coi như là bảo người chạy ra bên ngoài để gọi Ngọc Bích vào. Khi bà Lý Hương định chạy ra gọi Ngọc Bích á các bạn, thì Ngân đã rất nhanh tay, Ngân đã rất nhanh nhẹn, Ngân đã bảo bà Lý Hương ngồi cứ ở đó để phiên dịch, còn thì Ngân là sẽ chạy ra ngoài. Ngân rất nhanh nhẹn chạy ra ngoài và cuối cùng rất may mắn Ngọc Bích lúc đó vừa coi như là đi mua cơm rồi các bạn, bởi vì mọi người ở đây cả Ái Khanh này rồi cả gì nhỉ, cả Lan này, cả Hà Đông cái thứ ở bên ngoài, cả thầy giáo Tân. Và Ngọc Bích thì rất là thông minh, cô gái này đã chạy đi mua cơm bởi vì tối rồi, bắt đầu tối rồi các bạn, và coi như mọi người vẫn ở viện để xem tình hình của Trần Chân như thế nào. Thì Ngọc Bích lúc đó đã phóng xe đi ô tô đi mua cơm, cơm hộp về để cho mọi người ăn. Thì khi mà Ngọc Bích vừa mua cơm về đến thì Ngân chạy ra, thì Ngân hốt hoảng nói rằng: "Ô Ngọc Bích ơi, đang ở đây, đi vào trong đi, coi như Trần Chân đang muốn gặp Ngọc Bích đó." Thì Ngọc Bích rất ngạc nhiên, bảo: Trần Chân muốn muốn gặp con để làm gì?" Ai mà hiểu được, chính Ngân cũng không hiểu được, và mọi người nhìn Ngọc Bích cũng và nhìn Ngân rất là ngạc nhiên, không biết là lý do tại sao Trần Chân lại muốn muốn gọi gọi Ngọc Bích vào trong. Đấy, thì Ngọc Bích cũng không biết gì, thì để cơm cho Ái Khanh, cho thầy giáo Tân, mọi người bảo mọi người ăn trước, còn thì Ngọc Bích bảo cùng Ngân đi vào bên trong. Vào trong các bác sĩ lại ngăn cản, nhưng mà ở đây thì coi như là Ngân đã nói với mọi người rằng là đây là, nói với bác sĩ rằng là đây là nguyện vọng của Trần Chân, thì để cho muốn gặp tất cả mọi người liền một lúc, thì các bác sĩ đã nhân nhượng cho vào. Thì các bạn biết không, trong cái phòng bệnh như vậy thì Trần Chân khi mà thấy Ngọc Bích rồi thì Trần Chân coi như là nói để cho mẹ của mình phiên dịch. Trần Chân nói rằng là: "Trong câu chuyện ngày hôm nay, trước lúc tôi ra đi, tôi cầu xin, tôi quỳ lạy các bà, tôi quỳ lạy tất cả mọi người, tôi quỳ lạy các bà, nhất là ở đây là bà Ngọc Bích, bà Ngân, bà Tào Hoa, tất cả các bà hay hãy hãy buông buông bỏ, hãy tha tội cho cha tôi đi. Hãy buông tha cha tôi ra. Đừng coi như là lôi kéo cha tôi vào cuộc tình đau khổ nào nữa. Tôi nhìn thấy tôi đau khổ lắm. Các bà sung sướng một, cha tôi đau khổ 10. Trước hết, tôi cầu xin bà Ngân, bà hãy giải phóng số tiền của bà có đi. Cái số tiền của bà tôi không biết có bao nhiêu, và cha tôi lấy của bà bao nhiêu tôi không biết. Nhưng bây giờ bà có bao nhiêu tiền, bà giải phóng số tiền đó đi. Thứ nhất, bà có thể làm từ thiện, nếu không bà khóa chặt trong ngân hàng, vào cho con cái của bà, cho người thân của bà khóa chặt, dù ai có muốn lấy bà thì cũng không còn số tiền đó nữa. Tôi cầu xin bà Ngân hãy buông tha cha tôi ra. Đừng có yêu thương gì cha tôi nữa. Ông ấy già rồi, ông ấy không sống được bao nhiêu năm nữa. Và ông ấy khi đến với bà thì ông ấy làm khổ bao nhiêu người. Và tội lỗi này không phải là do cha tôi mà tội lỗi một thì bà Ngân tội lỗi 99 phần. Có nghĩa trong 100 phần này thì bà Ngân là người mang tội 99 phần, là người quyến rũ cha tôi. Cha tôi bây giờ yêu bà, nhưng nếu bà hiểu được cái chuyện đó thì bà phải vứt bỏ đi, không thèm coi như đến với cha tôi, xua đuổi ông ấy đi, đuổi xa đi. Đó mới là một người đàn bà, là một người coi như là đáng để cho người ta kính nể. Còn bà lại coi như đâm mê vào cái si mê trong cái cuộc tình này, khiến cho chính cha tôi cũng bị coi như lôi cuốn vào vòng xoáy đó. Còn chuyện có tiền ở đây, cái lỗi là lỗi do bà có tiền và bà không biết giữ mồm giữ miệng, bà khoe khoang tiền với thiên hạ. Tiền là tất cả là do cái tội do có tiền mà gây ra. Nếu bà kín đáo, không ai biết bà có tiền thì làm sao có những cái tội lỗi đó, làm sao có những cái chuyện xảy ra như vậy. Trên là cái tội ở đây là tội do bà khoe tiền đó.
và bà dùng tiền để thế nọ thế kia, để người đàn ông nọ lao vào, người đàn ông kia lao vào đến với bà. Trên tội ở đây, cái lỗi ở đây cha tôi gây ra lỗi một thì 99 phần tội lỗi là do bà gây ra chứ không phải là do cha tôi. Bởi vậy bây giờ tôi cầu xin bà hãy buông tha cha tôi ra. Dù ông ấy có van xin bà tình yêu của bà như thế nào đi chăng nữa thì bà cũng gạt ông ấy đi. Bà đuổi ông ấy đi và đừng bao giờ coi như là để câu chuyện này tái diễn nữa. Đây là cái câu chuyện đầu tiên mà Trần Chân muốn nói với các bà, cầu xin mấy bà ở đây, có cả Tào Hoa, có cả Ngọc Bích, có cả bà Điều và có cả coi như là Ngân. Là người đầu tiên mà Trần Chân cầu xin chính là Ngân, và muốn Ngân phải rời xa bác sĩ Trần. Và ở đây các bạn thấy đó, Trần Chân cho rằng tội lỗi của Ngân chính là chính, 99% là do tội lỗi từ Ngân gây ra, do có tiền và do quyến rũ cha của cậu ta. Đấy, cái chuyện ở đây một người đàn ông theo đuổi là quyền của người ta, nhưng nếu trong tay là cái quyền quyết định hay không do mình, chính Ngân cũng đồng lõa với ông Trần trên nó mới gây ra tất cả cái thảm cảnh như vậy. Ở đây là Trần Chân theo cách nghĩ của Trần Chân như vậy. Vâng, đây là cái câu chuyện hôm nay của Trần Chân muốn nói với tất cả mọi người. Cái vấn đề thứ hai, Trần Chân cầu xin bà Tào Hoa. Trần Chân đã nói với Tào Hoa trên danh chính ngôn thuận, theo cái thứ bậc thì tôi có thể gọi bà như là ngang hàng phải lứa với người cha người mẹ của tôi, còn theo cái tuổi tác bà lại kém tôi, tức là kém tôi rất nhiều rất xa. Nhưng mà trong cái câu chuyện này tôi chưa rõ 100%, nhưng tôi cầu xin bà đừng có yêu thương gì cha tôi nữa. Chót với có con với nhau rồi thì thôi, mỗi người một đường, bởi vì bà tận đất nước xa xôi Trung Quốc, còn cha tôi ở tận bên này. Hai người nếu còn có cái gì trong cái âm mưu để muốn chiếm đoạt số tiền của bà Ngân thì hãy buông bỏ đi, hà sỉ ra, đừng có gây thêm tội ác nữa. Còn nếu cố tình gây thêm tội ác thì người phải chịu ở đây. Tôi sợ nhất là không phải các người chịu mà lại chính đứa con của các người, đó là điều tôi lo sợ nhất, và đó chính là khúc ruột của tôi, đó chính là MV của tôi. Cũng như ngày xưa ông Trần và mẹ của tôi đã làm nên tội thì bản thân tôi phải là người chịu tội. 40 mấy năm nay tôi ngồi trên xe lăn, và các người như là bà Tào Hoa và ông Trần hôm nay cố tình làm những cái tội ác, gây lên cái tội để chiếm đoạt số tiền của bà Ngân nữa, thì khả năng cao là con cái của các người, chính là bé Vi em ruột của tôi, sẽ phải chịu những cái hậu quả tương tự như tôi. Thì tôi cầu xin các người hãy dừng lại những cái màn kịch đó đi. Tôi không dám khẳng định, nhưng nếu có thì xin các người hãy dừng lại. Vâng, và đây chính là điều cầu xin thứ hai của Trần Chân. Còn lời cầu xin thứ ba của Trần Chân là ai đây? Đó chính là Ngọc Bích. Trần Chân nói rằng: Ngọc Bích ơi, mày đừng gây nên tội ác nữa. Trong những ngày vừa qua, mặc dù chưa rõ trắng đen, mặc dù chưa thể khẳng định 100%, nhưng Ngọc Bích đã vô tình kết nối với cha tôi. Cả hai người đã gây ra bao nhiêu tội lỗi khiến bao nhiêu người trong cuộc này phải khổ đau. Ngọc Bích được cái gì trong cái chuyện này đây? Ngoài tiền, vâng, cha tôi già rồi làm sao có thể xứng được với Ngọc Bích. Cha tôi 70 mấy tuổi rồi, sống được bao nhiêu năm nữa, mà cô chỉ là có 21 hay 22 tuổi, thì cuộc đời của cô còn rất dài. Vậy thì cô cần cái gì ở cha tôi ngoài chuyện tiền đây? Rõ ràng vì tiền cô đã đánh mất lương tâm của cô đã vứt bỏ cho con chó nó nhai rồi. Cô rất ít tuổi so với tôi, cô còn không cả bằng một nửa tuổi so với tôi nữa. Cho nên là tôi nói để cho cô biết rằng cô hãy buông bỏ tất cả đi. Tiền không phải là tất cả. Tiền không thể mua được nhiều thứ. Tiền không thể mua được nhân cách của con người. Và cô nhìn nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi, tôi chính là cái gì? Chính là cái hậu nhân do những cái cuộc chinh chiến vì tiền vì tình của cha mẹ tôi, của bà Ngọc Trinh, do cái lớp người đi trước để lại do tôi ấy, là hậu hậu nhân là bản thân tôi đang phải chịu đựng. Cô vẫn còn cố tình lao vào những cái điều như vậy thì sau này bản thân con cái của cô hoặc người thân của cô cũng sẽ phải chịu những cái điều như thế. Cho nên cô hãy mở mắt ra mà nhìn bản thân tôi đây này, nhìn các anh em của tôi đang phải chia lìa nhau mỗi người một nơi, và cả cuộc đời chưa chắc gì lúc làm nhắm mắt xuôi tay mà có người thân bên cạnh.
Cô phải nhìn gương những cái điều đó. Và tôi cầu xin cô, nếu thật sự cô vẫn đang quyến rũ cha tôi để thực hiện những cái âm mưu tội ác tày trời, thì xin cô hãy dừng lại đi, dừng bàn tay nhơ bẩn, dừng ngay lại những cái tội ác đó, để cuộc đời này không còn những cái định kiến xấu xa về cô nữa. Ngoài ba người này ra, ngoài Ngân ra, ngoài Ngọc Bích ra, ngoài Tào Hoa ra, thì nếu còn người đàn bà nào muốn níu kéo cha tôi nữa, thì tôi cầu xin tất cả các người, những người mà đang có những cái suy nghĩ bám vào cha tôi để có thể kết hợp với nhau để kiếm tiền từ bà Ngân, thì xin mọi người hãy buông bỏ, hãy tha tội, hãy tha lỗi, tức là đừng, hãy buông tha cha tôi ra, đừng kéo cha tôi thêm vào tội ác, bởi vì tất cả những cái tội ác đó sẽ gánh nghiệp không phải lên đầu cha tôi mà lên đầu các con cái của ông ấy. Mà ở đây người đời vẫn nói rằng đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ông ấy không phải chịu mà cuối cùng chúng tôi là những người hậu nhân phải chịu những cái hậu quả đó. Một lần cuối tôi xin các người hãy buông tha cha tôi ra để cho cha tôi được sống lốt mấy ngày được yên ả. Ngày tháng trong cuộc đời của ông ấy cũng không còn bao nhiêu. Mọi người nhìn xem yêu gì ông ấy. Ông ấy 70 mấy tuổi rồi, còn bao nhiêu nữa, còn bao nhiêu sức lực nữa để mà phục vụ mấy người. Và điều cuối cùng, tôi cầu xin cha tôi, con trần chân cầu xin cha, từ nay đừng đi quan hệ với những người đàn bà, con gái nào khác nữa, hãy thức tỉnh lên cha. Tất cả những người con của cha không cần những cái đồng tiền đó của cha coi như được kiếm từ những người đàn bà khác, mà những đồng tiền đó là những đồng tiền nhơ bẩn. Những đứa con của cha không cần tiêu xài những đồng tiền đó. Nó có tay, có chân, có khối óc, nó suy nghĩ, nó sẽ làm được. Nó sẽ tự kiếm được tiền. Và ngay ở trên đất nước này, thì những đứa con như con chẳng hạn, thì cha cũng không phải nuôi. Nhà nước người ta nuôi. Mỗi một tháng con bị tàn tật, nhà nước nuôi không thiếu một đồng nào, nuôi đến chết. Thì tại sao cha phải kiếm nhiều tiền để làm gì? Cha có phải nuôi con đâu. Và điều cuối cùng tôi cầu xin các người, nếu tôi ra đi, nếu tôi ra đi thì hãy xin cầu nguyện cho tôi, hãy ra đi thanh thản, đừng có mà oán hận trong lòng nữa. Tôi bản thân tôi không muốn oán hận nữa, nhưng tôi sợ rằng đó là thân xác tôi, nhưng hồn của tôi có thể bị oan ức mà không thể lìa được khỏi xác, thì nó sẽ oán hận các người đó. Cho nên là xin mọi người hãy cùng đồng tâm hiệp lực cầu, nguyện cầu cho cái linh hồn của tôi được siêu thoát, để tôi có những phù hộ, để tôi làm những việc tốt để giúp mọi người, chứ không oán hận như là hồn của bà Ngọc Trinh đeo bám mọi người suốt cả cuộc đời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Trần Chân thực ra nó rất dài các bạn ạ, nhưng Thuyết không thể chia sẻ được hết, bởi vì ở đây cái thời gian đó là một cái vấn đề, nhưng cái vấn đề ở đây chính là bà Ni Hương là cũng chính không dịch được trọn vẹn. Đấy. Mà bà Ni Hương chỉ dịch ra theo cái nghĩa mà theo bà hiểu vậy thôi. Tuy nhiên theo Thuyết hiểu thì cũng dịch được khoảng 90%. Bởi vì một người mẹ đã sống với con trai của mình 40 mấy năm ngồi trên xe lăn có rất nhiều lần. Hôm nay Thuyết tìm hiểu không phải đây là lần đầu tiên các bạn nhé. Không phải đây là lần đầu tiên mà Trần Chân bị như này. Tức là khi mà cậu ta bị ức chế những cái gì nó quá lớn ấy, là cậu ta bị ốm và nó dẫn đến những cái tình trạng như vậy. Cho nên là hôm nay bác sĩ nói là tình hình của Trần Chân rất là nguy cấp, nhưng cũng không thể nói được trước được. Có thể cậu ta lại khỏe lại một khi cậu ta thoải mái về mặt tinh thần đó. Và có cậu ta cảm thấy có cái niềm, có cái tia hy vọng gì, có niềm tin, niềm vui gì đó. Có vẻ như trong mấy ngày vừa qua cậu ta bị mất ngủ hoặc cậu ta bị sốc những cái chuyện gì đó, thì đúng là bác sĩ đã nhận xét đúng. Bởi vì trong mấy ngày vừa qua các bạn biết không, đúng trong ví dụ như ngày hôm trước nữa đúng không ạ, Trần Chân đã nói Tào Hoa những thứ gì và khi bức xúc nói cha mình những thứ gì đó. Các bạn biết là trong cả thời gian qua thì Trần Chân đã tuyệt tình với bác sĩ Trần, không thèm nhận là cha nữa. Nhưng cậu ta có vẻ như cái căn bệnh này nó biến cậu ta đã bị quên đi, quên trí nhớ và không còn nhớ thế rồi. Hôm nay các bạn thấy lời nói của Trần Chân, giọng nói của Trần Chân hoàn toàn khác trước. Có nghĩa cậu ta hôm nay lại nhận làm cha và mong muốn mọi người tha lỗi cho cha của anh ta. Và cũng mong coi như là bác sĩ Trần là tha lỗi cho tất cả mọi người. Có nghĩa trong câu chuyện này Trần Chân đã khép tội, và khép tội người nặng nhất chính là Ngân. Đấy, khép tội những người đàn bà đã quyến rũ cha của cậu ta.
Ở đây là ý của Trần Chân nói rằng dù cha của cậu ta có đĩ thoã lăng loàn thế nào đi chăng nữa, đi tán gái là cái chuyện của đàn ông, người ta bình thường, người ta là người đàn ông, người ta có quyền đi tán gái, đi yêu đương. Nhưng cái quyền quyết định là do người đàn bà. Tôi không yêu ông bởi vì ông nhiều vợ quá, nhiều con, nắm con quá, mục đích của ông xấu xa quá. Cho nên là cái điều đó là điều người đàn bà phải đưa ra cái quyết đoán. Còn cái chuyện người đàn ông người ta yêu người này, người ta yêu người khác là chuyện bình thường. Nó không khác gì coi như là cuộc đời này ví những người phụ nữ, những người đàn bà nó như những bông hoa. Những bông hoa đẹp thì phải để cho người ta ngửi, đúng không ạ? Cho nên là đàn ông là cái chức trách của người ta là đi tán gái, cái quyền của người ta. Cho nên là ở đây là ý của Trần Chân nói rằng là cái quyền người đàn ông nói như vậy, cho nên là lỗi không thuộc về cha của cậu ta, mà lỗi thuộc về những người đàn bà quyến rũ cha của cậu ta. Rõ ràng biết cha của cậu ta đã ở phần cuối đời rồi, 72, 73 tuổi rồi thì còn đâu mà hơi sức nhiều mà để phục vụ cái chuyện sinh lý rồi chuyện nọ chuyện kia có thể như một thanh niên được. Mọi người rõ ràng biết rõ như vậy nhưng vẫn cố tình coi như là lôi kéo cha cậu ta vào những cái cuộc tình mây mưa suốt tháng này qua năm khác. Trong đó Ngân là người dẫn đầu. Và cái tội lỗi của Ngân tại sao nó là lớn nhất? Bởi vì Ngân là có tiền, cố tình khoe khoang tiền để lôi kéo những người đàn ông, trong đó có cha của cậu ta. Chính Ngân là người tội nặng nhất. Đây là theo cái cách phân tích của Trần Chân. Rồi, các bạn đừng có hiểu lầm là đây là thuyết nói nhé. Tức là cách phân tích của Trần Chân là như vậy. Còn những người khác như là Tào Hoa cũng và Ngọc Bích là cùng chung một cái âm mưu ấy, muốn muốn coi như là muốn cùng coi như là cha của cậu ta là thực hiện những cái âm mưu đó để cướp tiền của Ngân, thì đó cũng là những cái kẻ có tội. Và Trần Chân đã cầu xin những người đàn bà này hãy buông tha cha của cậu ấy ra để cho coi như là những hậu nhân khỏi phải mang những cái tội lỗi tày trời, chẳng hạn như là mang một cái căn bệnh như cậu ta chẳng hạn. Đó, bây giờ cậu ta còn lo sợ bé Huy hoặc là bé Vi sau này sẽ bị phải những cái căn bệnh như vậy bởi tội lỗi do cha của mình gây ra. Nói điều này thì khác gì ví dụ oán trách Ngân và Ngân là người có tội như vậy, mà nếu Ngân không dừng lại thì sau con này con cái của Ngân cũng sẽ bị những cái bệnh đại loại như cậu ta chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu chúng ta suy nghĩ rộng ra một chút thì cậu ta nói như vậy thì không khác gì nói cả Ngân, cả Bích, cả Tào Hoa, đúng không ạ? Trên ở đây thì Trần Chân là một người theo thuyết nghĩ không phải đơn giản. Tức là cậu ta là một có một cái khối óc cực kỳ thông minh, mặc dù đã bị coi như là những cái dây thần kinh nó chẹn, bởi vì cái bệnh teo lão này theo thuyết thấy là nó bị những cái dây thần kinh nó chèn, nhưng cậu ta vẫn vẫn nói được như vậy thì phải là, mà có nói thật với các bạn, nếu cuộc đời này không có bà Lý Hương thì cũng không ai phiên dịch được, không biết Trần Chân nghĩ gì đó, không ai biết Trần Chân muốn nói gì. Rất may mắn là có bà Lý Hương là người mẹ, cho nên là bà ấy sống cạnh con 43 năm nay, bà ấy hiểu được Trần Chân nói gì, cho nên là bà ấy đã phiên dịch được. Và thật sự ra bà Lý Hương cũng không có thể là phân dịch đủ nghĩa. Tuy nhiên như vậy thấy chúng ta cũng thấy mãn nguyện rằng là rất là ok. Vâng, thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay, khi mà nghe câu chuyện Trần Chân thì chỉ cảm thấy đau lòng và rất là xót xa cho một cuộc đời, cho một tài năng của một chàng trai trẻ. Vâng, nếu như Trần Chân không bị bệnh tật thì không biết rằng là cậu ta sẽ thông minh và sẽ như thế nào, cậu ta sẽ trở thành một người như thế nào. Nhưng rất đáng tiếc ông trời lại lấy đi những cái gì tốt đẹp nhất của cậu ấy và biến cậu ấy trở thành người tàn tật. Thuyết hy vọng rằng sau khi xả láng, tức là sau khi đã trút bỏ những cái sự giận dữ của bản thân mình ra được bên ngoài rồi thì Trần Chân sẽ lấy lại được cái sức khỏe và tinh thần. Thuyết hy vọng là như vậy, bởi vì các bác sĩ nói rằng là, và chính bà Lý Hương nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Trần Chân mắc cái bệnh như này, mà đây là lần nhiều lần rồi, nhưng lần này có vẻ như nặng nhất. Nhiều lần trước Trần Chân cũng bị trong tình trạng này rồi, nhưng lúc đó thì giữa cậu ta và bác sĩ Trần là chưa nhận cha con, cho nên là chưa có những cái chuyện như hôm nay đó. Và những lúc đó thì chỉ có hai mẹ con hiểu được nhau thôi, chỉ có Trần Chân muốn nói gì thì bà Lý Hương ở bên cạnh bà hiểu. Cho nên là chính vì đã xảy ra nhiều lần mà bà Lý Hương đã đọc được những cái gì Trần Chân muốn nói. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ tư và cũng là video cuối cùng trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán thính giả và các bạn trong suốt cả thời gian qua. Nếu các bạn cảm thấy rằng kênh của Thuyết có hữu ích thì xin đăng ký và giới thiệu với những người thân nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào lúc 7 giờ sáng ngày mai giờ Việt Nam trên kênh Định Cư Canada.